này tại nước ta thì đinh lăng được tìm thấy 6 loại khác nhau. Nhưng để dễ nhận dạng thì người ta chia làm 2 dạng, đó là dạng đinh lăng lá to và đinh lăng lá nhỏ. Trong đó, đinh lăng lá nhỏ là dạng phổ biến nhất và cũng là tốt nhất, đã được sử dụng rộng rãi trong dân gian cũng như cái sự chứng minh về công hiệu chữa bệnh của cây này. Bên cạnh đó thì để không bị nhầm lẫn, quý vị cần lưu ý phân biệt với cây cơm cháy. Đây không phải là đinh lăng, nhưng do lá thân hoa rất giống cây đinh lăng, cây này lại mọc ở rừng nên mọi người thường nhầm lẫn đó là cây đinh lăng rừng. Và trong video này thì tôi xin đề cập đến đó là cây đinh lăng lá nhỏ. Và cụ thể là thứ nhất là mô tả để nhận dạng cây đinh lăng lá nhỏ, thứ hai đó là cái công dụng chữa bệnh của cây này, và thứ ba đó là một số bài thuốc cũng như những cái lý sử dụng cây đinh lăng lá nhỏ, và thứ tư là cái cách ngâm rượu rễ cây đinh lăng lá nhỏ. Và mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất đó là phần mô tả nhận dạng. Đinh lăng hay còn gọi là cây gỏi cá, cây nam dương sâm, là một loài cây nhỏ thuộc chi đinh lăng. Cây cao từ 1 đến 2 mét, lá kép lông chim 2 đến 3 lần, mọc so le, lá chét có răng cưa nhọn, hoa đinh lăng màu lục nhạt hoặc màu trắng xám, quả dẹt màu trắng bạc. Đinh lăng là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình ở Việt Nam. Ở nước ta, đinh lăng có từ lâu và được trồng phổ biến ở vườn gia đình, ở đình chùa, ở trạm xá, ở bệnh viện để làm cảnh, để làm thuốc và làm gia vị. Trong cuộc sống thường ngày, lá cây được sử dụng như rau sống hoặc có thể ăn kèm món gỏi cá. Về công dụng chữa bệnh của cây đinh lăng, theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Lá có vị đắng, tính mát, có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ. Tất cả các bộ phận của cây đinh lăng đều có thể chế biến thành thuốc. Y học cổ truyền đã chứng minh cây đinh lăng có tác dụng chữa được nhiều chứng bệnh, phần rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược, gầy yếu, phần lá chữa cảm sốt, giá nát, đắp chữa mụn nhọt, sưng tấy, phần thân và cành chữa tê thấp, đau lưng. Và ở Ấn Độ, đinh lăng được dùng làm thuốc làm san chắc và trị sốt. Rễ và lá đinh lăng sắc uống có tác dụng lợi tiểu, chữa sỏi thận, sỏi bàng quang, chứng khó tiểu tiện. Bột lá được giã với muối đắp ở vị trí thương. Còn theo y học hiện đại, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học, chứng minh công dụng theo kinh nghiệm dân gian và thử nghiệm tác dụng trên hệ thần kinh của cao, dịch chiết, rễ đinh lăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, về thành phần hóa học, dịch chiết rễ đinh lăng chứa vitamin B1, 13 axit amin thiết yếu, trong đó có một số axit amin không thể thay thế như lysine, cysteine, methionine và có 6 trên 12 thành phần giống với nhân sâm Triều Tiên. Về chứng minh đinh lăng theo kinh nghiệm dân gian qua thử nghiệm trên các nhà du hành vũ trụ, các nhà khoa học Nga và Việt Nam nhận thấy dịch chiết từ rễ đinh lăng giúp tăng thể lực, sức chịu đựng trong các bài tập luyện tĩnh, tư thế đầu dốc ngược và có tác dụng hiệu quả hơn sâm Triều Tiên. Do đó đã được sử dụng trong chương trình du hành vũ trụ Intercosmos. Mặt khác, khi bộ đội tập luyện hải quân được sử dụng viên bột rễ đinh lăng thì khả năng chịu đựng, sức dẻo dai của họ tăng lên đáng kể. Về nghiên cứu tác dụng trên hệ thần kinh của đinh lăng, dưới tác dụng của cao đinh lăng, vỏ não được hoạt hóa nhẹ và có tính đồng bộ. Do vậy, các chức năng của hệ thần kinh về tiếp nhận và tích hợp đều tốt hơn, tăng biên độ điện thế não, gây hưng phấn nhẹ, tăng khả năng tiếp nhận các tế bào thần kinh với các kích thích ánh sáng và tăng hoạt động phản xạ có điều kiện. Mặt khác, dịch tiết hay bộ rễ dây đinh lăng gây ức chế men monoamin oxidase giúp duy trì dẫn truyền xung đột thần kinh diễn ra liên tục và mạnh mẽ, gây kích thích sinh học, khiến cơ thể có cảm giác sung sức, thoải mái, không mệt mỏi. Đồng thời, hệ miễn dịch được kích thích giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, từ đó mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh về thần kinh như chứng run tay, mất ngủ, trầm cảm. Qua các nghiên cứu trên với những tác dụng của mình, đinh lăng được gợi ý cho các đối tượng như dùng cho lực lượng vũ trang với tác dụng tăng lực, tăng khả năng làm việc, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể, dùng cho vận động viên thể thao để tăng độ dẻo dai, tăng sức bền, tăng thành tích thi đấu. Bên cạnh đó, đinh lăng còn dùng cho khi hành gia trong thời gian rèn luyện để tăng sức thích nghi, tăng sức chịu đựng của cơ thể, tăng sức đề kháng,
giảm sự mệt mỏi trong điều kiện môi trường bất lợi. Đinh lăng là sâm quý của người Việt bởi các tác dụng dược lý trên cơ thể cũng như tính an toàn cho bệnh nhân sử dụng. Và sau đây là một số bài thuốc từ cây đinh lăng. Thứ nhất, bài thuốc chữa mệt mỏi. Lấy rễ cây đinh lăng sắc uống có tác dụng làm tăng sức dẻo dai của cơ thể. Bài thứ hai, hoạt huyết dưỡng não. Dùng đinh lăng phòng và điều trị các bệnh kém tập trung, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh, những người thiểu năng tuần hoàn não, tiền đình với các chứng hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng. Dùng cây đinh lăng có tác dụng rất tốt và làm như sau: lá đinh lăng 24g, tang diệp 20g, lá vông 20g, tâm sen 12g, liên nhục 16g, đổ nước 400ml, sắc lấy 100ml, chia 2 lần uống trong ngày. Công dụng bổ tâm, an thần, giảm hưng phấn, tạo được giấc ngủ êm. Thứ ba là bài thuốc đau thắt ngực do bị co thắt mạch vành. Lá đinh lăng một nắm to, sắc lấy nước uống 2-3 lần trong ngày, hoặc lá đinh lăng 40g, đan sâm 15g, ích mẫu 20g, sắc uống nước trong ngày. Công dụng hoạt huyết thông mạch, khắc phục tình trạng mạch vành, cơ tim thiếu dinh dưỡng. Thứ tư là bài thuốc dành cho người cao tuổi bị đau mỏi cơ khớp, có biểu hiện sơ cứng, vận động khó khăn. Củ đinh lăng sao thơm 20g, ngưu tất 16g, thổ linh 20g, nam tục đoạn 20g, xuyên khung 12g, đương quy 12g, đỗ trọng 10g, khởi tử 12g, cam thảo 12g, đại táo 12g, trần bì 12g, đổ 800ml nước, sắc lấy 250ml, chia 2-3 lần trong ngày, uống 12-15 ngày một liệu trình. Thứ năm, chữa liệt dương. Rễ đinh lăng, hoài sơn, ý dĩ, hoàng tinh, hà thủ ô, kỷ tử, long nhãn, cám nếp, mỗi vị 12g, chẩu cổ, cao ban long, mỗi vị 8g, sa nhâm 6g, sắc uống mỗi ngày 1 thang. Thứ 6, chữa thiếu máu. Rễ đinh lăng, hà thủ ô, thục địa, hoàng tinh, mỗi vị 100g, tam thất 20g, tán bột, sắc uống ngày 100g bột hỗn hợp. Không được dùng rễ đinh lăng với liều cao, sẽ bị say, có hiện tượng mệt mỏi đối với cơ thể. Và thứ 7, bồi bổ cho phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sau khi sinh hoặc người ốm dậy nên dùng lá đinh lăng nấu canh với thịt, với cá để bồi bổ cơ thể, có tác dụng gần giống như nhân sâm. Dùng khoảng 200g lá đinh lăng, khi canh thịt nấu sôi cho đinh lăng đun vừa tới chín, ăn nóng giúp cơ thể sảng khoái, đẩy các độc tố ra ngoài. Về dạng dùng và cách dùng của rễ và cây đinh lăng, thứ nhất là dạng rượu để bồi bổ cơ thể. Có rất nhiều cách để ngâm rượu, rễ và củ cây đinh lăng, chẳng hạn như để cả củ rồi ngâm trong bình lớn, hoặc có thể thái lát thành miếng rồi sao vàng. Tuy nhiên, theo dược sĩ Lê Kim Phụng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, ngâm củ và rễ cây đinh lăng tốt nhất là phơi khô rồi tán nhỏ thành bột. Và cách làm như sau: rễ đinh lăng khô khoảng 100-150g, tán nhỏ ngâm với 1 lít rượu ngon có độ cồn từ 35-40 độ trong 7-10 ngày, thỉnh thoảng lắc đều, có thể pha thêm một ít mật ong hoặc bột phấn hoa. Khi uống rất tốt cho người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 5-10ml, uống trước bữa ăn độ khoảng 30 phút. Khi ngâm rượu còn có thể phối hợp chung với các vị thuốc bổ khí, bổ huyết như bạch chuột, bạch thược, thục địa, đương quy, hà thủ ô đỏ. Các vị thuốc bổ thận như đỗ trọng, cầu kỷ sẽ giúp khí huyết lưu thông, ăn ngon, ngủ yên, tăng cường sinh lực. Thứ hai, dạng thuốc bột và thuốc viên. Rễ đinh lăng đã tẩm mật, sao vàng, tán nhỏ, dây mịn, bảo quản trong lọ kín. Ngày uống 0,5-1g với nước ấm, hoặc trộn với mật ong vo thành viên, mỗi viên độ 0,25-0,5g. Ngày uống 2-4 viên, chia làm 2 lần trước bữa ăn độ 30 phút. Thứ ba, dạng thuốc hãm hoặc thuốc sắc. Rễ đinh lăng đã sao tẩm, thái nhỏ, đóng trong lọ kín để dành.
mỗi ngày 10 đến 15 gram cho vào bình hãm với nước sôi như hãm trà, uống nhiều lần trong ngày. Và một số lưu ý khi sử dụng rễ cây đinh. Do thành phần saponin nhiều trong rễ đinh lăng, chất này có tính phá huyết, sẽ làm vỡ hồng cầu. Vì vậy, chỉ dùng khi cần thiết và phải dùng đúng liều lượng, đúng quy cách. Càng không được uống với liều cao sẽ bị và xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nôn, tiêu chảy. Vâng, thì thưa quý vị, đó là một số cái công dụng cũng như là cái cách dùng về rễ và cây đinh lăng. Hy vọng là video này thì cũng đã cung cấp cho quý vị những cái thông tin bổ ích. Nếu như quý vị yêu quý video này cũng như quý vị quý mến tôi thì cũng ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ cái video này ra cộng đồng, và đồng thời thì cũng đăng ký kênh của tôi để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Bây giờ thì tôi xin dừng ở đây. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Quý vị hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút like và ấn vào xem quảng cáo khi quảng cáo xuất hiện trong lúc các bạn đang xem video. Những hành động trên của quý vị đã ủng hộ kênh của chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn.